Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin đặt hỏa tiễn chĩa vào Hà Nội, Tập Cận Bình muốn thị uy với ai? Trung Quốc luôn muốn kiểm soát hoàn toàn Đảng Cộng sản Việt Nam là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, về mặt là tình anh em hữu nghị, nhưng đằng sau lưng mối tình đó, ông Tập Cận Bình luôn muốn nắn gân ông Nguyễn Phú Trọng để duy trì sự thuần phục về phía Việt Nam. Khu vực biên giới phía Bắc và Biển Đông, họ luôn lăm le gây hấn để tìm thái độ Hà Nội như thế nào. Nếu vẫn im lặng hoặc không có sự phản ứng nào lên Liên Hợp Quốc thì xem như Hà Nội thuần phục. Nếu có những động tĩnh vào với thế giới thì Tập Cận Bình hiểu rằng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã có ý không phục. Tập Cận Bình chưa bao giờ bỏ hình thức nắn gần này. Và nay sau Đại hội 13 đã kết thúc, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại có kế hoạch nắn gần xem thái độ của Việt Nam đến đâu. Đây là hình ảnh phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam trước hành động của Trung Quốc. Truyền thông Việt Nam vào hôm thứ Năm, mùng 4 tháng 2, tường thuật cuộc họp báo của bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, phản ứng về việc Trung Quốc cho lập căn cứ hỏa tiễn phòng không nằm sát biên giới với Việt Nam. Được biết, bà Lê Thị Thu Hằng là người mà Bộ Ngoại giao phân công lên tiếng mỗi khi Trung Quốc có hành động gây hấn. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, việc lên tiếng của bà Lê Thị Thu Hằng chỉ là cho người dân Việt Nam nghe là chính. Chứ về hành động, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa hề kiện cáo hay lên án mạnh mẽ hành động của phía Trung Quốc. Theo như những tường thuật trên báo Nhà nước, thì trong cuộc họp báo tại Hà Nội kể lại rằng bà Lê Thị Thu Hằng nói rằng, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin nói rằng phía Trung Quốc đang hoàn tất căn cứ tên lửa đất đối không tại Quảng Tây, chỉ cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km, đã nói, chúng tôi sẽ xác minh thông tin như phóng viên hỏi. Có thể dễ dàng thấy rằng cách trả lời của bà Hằng là muốn tránh né va chạm, chứ không có thái độ nào rõ ràng cả. Đó là thái độ quen thuộc mỗi khi phía Trung Quốc gây hấn. Vậy câu hỏi đặt ra là phía Trung Quốc ý định là gì? Ý Trung Quốc là khá rõ ràng, có điều là phía Việt Nam có tỏ ra hiểu ý về phía Trung Quốc hay không mà thôi. Và như thực tế cho thấy phía Việt Nam luôn hiểu ý. Tuy nhiên, dù biết là như vậy, nhưng hành động nắn gân là không thể thiếu. Và thông thường, những hành động nắn gân của Trung Quốc được báo chí nhà nước rất quan ngại và viết ra, thông thường báo nhà nước chỉ phản hồi khi họ không thể bịt được những thông tin đã tràn lan trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Cũng không có báo chí nào tường thuật lại nguồn tin của họ từ đâu để đặt câu hỏi cho bà Hằng. Nhưng thông tin trên được tổ chức có tên là Đại sứ Đại ký sự Biển Đông bắt đầu đưa tin vào hôm 30 tháng Giêng về một căn cứ trực thăng của Trung Quốc đang xây dựng cách biên giới Việt Nam khoảng 60 km trong tỉnh Quảng Tây. Sau đó vào hôm 3 tháng 2 đưa tin chi tiết hơn, gồm cả tin về một căn cứ hỏa tiễn phòng không ở đó, ở Quảng Tây, mà chỉ cách biên giới Việt Nam chỉ vẹn vẹn 20 km. Tất nhiên, những tin tức mà các báo trang báo viết thì chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng lẽ không biết hay sao? Nhưng vì những gì động đến phương Bắc là phía chính quyền Cộng sản không muốn nói ra. Và lại, báo chí của Đảng và nhà nước Việt Nam không được quyền nói đến những vấn đề nhạy cảm khi chưa có sự cho phép của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là hình ảnh được cho rằng tuy là hai nước gần nhau, nhưng hai anh em Trung Quốc và Việt Nam vẫn thường xuyên nắn gần nhau. Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ đặc biệt giữa hai đảng tự xưng là anh em, chứ không xem là đồng minh hay là đối tác với nhà nước khác với nhau. Mà đã xưng là anh em thì ai cũng biết Bắc Kinh là anh và Trung và Việt Nam là em. Chỉ có anh dạy em, chứ nào có chuyện em hỗn với anh. Vì vậy, hành động của Trung Quốc xây căn cứ phòng không cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km cũng chính là xem phía Việt Nam có vì thế mà hỗn với đàn anh hay không. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu hơn ai hết về dụng ý này, nên họ đã phản ứng rất thận trọng. Nguồn tin này bắt đầu từ đâu, câu hỏi cũng được đặt ra. Đại ký sự Biển Đông là một tổ chức thông tin độc lập, nhưng lại do ông Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao đứng đầu. Ông Thao là chuyên viên pháp luật quốc tế và dạy tại Học viện Ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng từng là đại sứ của Đảng Cộng sản Việt Nam tại một nước Trung Đông. Thực chất trang này tuy có thông tin trung thực nhưng lời lẽ vẫn né những chỉ trích thẳng thừng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tin Trung Quốc lập căn cứ trực thăng thuộc huyện Giang Châu, tỉnh Quảng Châu Tây, cách biên giới Việt Nam chỉ có 60 km, được Đại ký sự Biển Đông đưa lên trang Facebook và Twitter. Rồi sau đó đưa tin về căn cứ hỏa tiễn phòng không ở huyện Ninh Bình thuộc tỉnh Quảng Tây, cách Việt Nam 20 km. Họ dựa theo hình ảnh vệ tinh, dữ liệu vệ tinh hệ thống hóa cho thấy
căn cứ tên lửa đất đối không được bắt đầu xây dựng trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2019, tới nay đã gần hoàn thành. Đại ký sự Biển Đông đã viết như sau: "Chúng tôi sẵn sàng cung cấp số liệu tọa độ của hai công trình trên cho những độc giả quan tâm một cách nghiêm túc và có danh tính rõ ràng. Tin tiết lộ Trung Quốc xây dựng căn cứ trực thăng và hỏa tiễn phòng không canh chừng người đồng chí anh em gần sát biên giới giữa hai nước ngay trong lúc Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra căng thẳng ở Hà Nội." Đây là hình ảnh thông tin được Đại ký sự Biển Đông đưa ra. Ngay khi báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam loan tin, ông Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tín nhiệm ngồi lại ghế Tổng Bí thư Đảng. Tân Hoa Xã đã đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lập tức gửi điện văn chúc mừng người đồng chí anh em ở phía Nam. Tuy nhiên, miệng thì chúc mừng, còn tay thì nắn gân, người anh em có cùng ý thức hệ này. Có thể nói, sự thâm hiểm của Bắc Kinh là rất khó lường. Việt Nam và Trung Quốc là hai trong số 5 nước Cộng sản còn rơi rớt lại trên thế giới sau khi Liên Xô và các nước Cộng sản ở Đông Âu sụp đổ của những năm cuối thập kỷ năm 1980 sang đầu thập niên 1990. Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trồi sụt bất thường suốt nhiều chục năm qua, kể cả cuộc chiến ở suốt dọc biên giới làm chết hàng chục ngàn người vào năm 1979. Và kể từ đó, dù mối giao bang có được kết nối lại, thì Trung Quốc vẫn không tin Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Tập cũng nắn gân ông Trọng, hay nắn gân ai cũng là điều mà thiên hạ và mạng xã hội đang đặt câu hỏi. Phát biểu trên Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình tin rằng dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị mới do ông Nguyễn Phú Trọng cầm đầu sẽ đạt được những thành quả to lớn trên nhiều lĩnh vực. Và bản thân ông Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình có mối quan hệ thân tình ai cũng nhìn thấy. Có ý kiến cho rằng việc ông Nguyễn Phú Trọng trúng cử nhiệm kỳ thứ 3 trong tình cảnh tuổi cao, bệnh tật đầy mình và quan trọng là vi phạm quy định về điều lệ đảng cũng là vì ông cần phải tại vị để thực hiện nhiều dự án mà Trung Quốc đã vạch ra trước đó. Được biết, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình đã ký rất nhiều văn kiện và hiệp ước giữa hai nước. Ở hai nhiệm kỳ trước, dự án ba đặc khu kinh tế bị hoãn lại làm cho Trung Quốc không hài lòng, bởi lẽ ba đặc khu kinh tế ấy nó mang lại quyền thuê đất tới 99 năm cho Trung Quốc và quan trọng hơn nữa, nó kết nối với dự án vành đai một con đường của Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng là người ông Tập tín nhiệm nhất. Trong nhiều lần thăm Việt Nam, ông Tập Cận Bình vẫn nhắc đi nhắc lại câu nói Trung Quốc và Việt Nam là hai nước cộng sản láng giềng hữu hảo, lại cùng có chung tương lai mang ý nghĩa định hướng chiến lược. Và qua 10 năm nắm giữ chức Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã ký tổng cộng 27 văn kiện bí mật về phía Trung Quốc. Điều đó cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng là người mà được ông Tập Cận Bình tin tưởng nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, việc ông Trọng đã phá rào, giữ lại chiếc ghế Tổng Bí thư đã làm cho nhiều quan chức thấp hơn không chấp nhận. Và việc ông Tập căn cứ vào những gì đang diễn ra ở Việt Nam và cho lập căn cứ quân sự gần biên giới Việt Nam có thể thể uy với những người khác chứ không phải là với ông Nguyễn Phú Trọng. Mối quan hệ giữa hai đảng cộng sản có thực sự lạnh nhạt hay không cũng là câu hỏi. Trong điện văn, Tân Hoa Xã nói ông Tập Cận Bình coi trọng mối quan hệ giữa hai đảng cộng sản, hai nước và sẵn sàng hợp tác với ông Nguyễn Phú Trọng, cổ vũ cho tình đồng chí truyền thống, tăng cường trao đổi và hợp tác trong nhiều lĩnh vực, cũng như cổ động xây dựng xã hội chủ nghĩa. Tuy lời lẽ như vậy, nhưng phía Bắc Kinh mặt khác lại loan báo tập trận quy mô lớn ở biển Lôi Châu trong vịnh Bắc, phần gần gũi với Hà Nội và phía Bắc Việt Nam. Chỉ từ cuối tháng Giêng đến nay, Trung Quốc đã liên tiếp tập trận 3 lần ở khu vực ngay trong lúc Đảng Cộng sản Việt Nam họp Đại hội Đảng. Nay thì có tin tiết lộ căn cứ quân sự mới được xây dựng rất hiện đại sát với Việt Nam. Điều này có vẻ tình nghĩa cộng sản anh em núi đến núi, sông đến sông, ngoài ấm nhưng trong lại lạnh. Cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ dám cứng rắn với Trung Quốc. Từ thời ông Hồ Chí Minh cho đến nay thì chỉ có duy nhất thời ông Lê Duẩn là thực sự cứng rắn, còn các thời khác thì hầu hết là nhường nhịn và lúc này thế khác. Đây là hình ảnh được cho rằng sẽ không có chuyện hai đảng cộng sản của hai nước Trung Quốc và Việt Nam lạnh nhạt với nhau. Hiện nay trên thế giới chỉ còn 5 nước cộng sản duy nhất. Trong đó, mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc là rất khăng khít. Bằng chứng là đại hội chưa xong, Thiếu tướng Tập Cận Bình đã vội vã gọi điện chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng. Thực tế, Việt Nam đã từng đưa ra chính sách 4-0, tức là Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia,
không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thì đó là câu trả lời rất rõ ràng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không ăn ở hài lòng. Điều lo ngại nhất của Trung Quốc là khả năng Việt Nam ngả về Mỹ, nhưng chính sách 4.0 đã thể hiện điều đó. Thực sự mối quan hệ hai đảng Cộng sản không hề lạnh nhạt như mọi người vẫn tưởng. Và với nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp của Nguyễn Phú Trọng, mặc dù cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định Tổng Bí thư chỉ được 2 nhiệm kỳ, nhưng ông đã phá vỡ điều này, không hề tôn trọng quy định của Đảng. Và chúng ta chắc chắn sẽ chứng kiến rất nhiều màn đặc biệt trong thời gian tới giữa Trung Quốc và Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 2 năm 2021 với bản tin Đặt thỏa tiễn chĩa vào Hà Nội, Tập Cảnh Bình muốn thụy uy với ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.